Khả Như ngó lơ Huỳnh Phương tại lễ ăn hỏi Phương Lan, phút cuối hớ hênh để lộ rõ hình hẹn hò. Tại lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Lan, Khả Như và Huỳnh Phương đều là hai thành viên trong dàn bê cháp hai họ nhà trai nhà gái. Tại đây, cả hai được dân tình soi nhất cử nhất động bởi những nghi vấn hẹn hò trong thời gian vừa qua. Sáng 18 tháng 11, diễn viên Phương Lan đã tổ chức lễ ăn hỏi với diễn viên Phan Đạt sau thời gian dài hẹn hò. Ngày vui của cặp đôi nhận được sự quan tâm của nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả. Trong lễ ăn hỏi, dàn bê cháp hai bên cho diễn viên Phương Lan và Phan Đạt cũng toàn những gương mặt đình đám trong showbiz Việt. Đội hình nhà trai gồm MC Minh Xù, BB Trần, Hải Triều, Minh Dự, Thuận Nguyễn, Huỳnh Phương. Trong khi đó, đội hình nhà gái cũng không kém cạnh với ngọc nữ màn ảnh Việt Ninh Dương Lan Ngọc, Thùy Anh, Khả Như, tất cả đều diện trang phục tông màu xanh nhẹ pastel nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không hề kém phần sang trọng. Một trong những cặp đôi bê cháp gây chú ý chính là Huỳnh Phương và Khả Như. Thời gian gần đây, cả hai vướng tin đồn tình cảm, chính vì vậy những khoảnh khắc xuất hiện chung rất được công chúng quan tâm. Nhiều khán giả tích cực soi tương tác giữa Huỳnh Phương và Khả Như sau những đồn đoán đang hẹn hò. Tuy nhiên, trong suốt quá trình hỗ trợ cô dâu và chú rể làm lễ cưới, Huỳnh Phương và Khả Như không có tương tác hay trò chuyện, cặp đôi né nhau tuyệt đối để tránh bị ống kính bắt được những khoảnh khắc thân thiết. Mặc dù vậy, theo một số hình ảnh được ghi lại, Huỳnh Phương và Khả Như đã ra về chung sau khi buổi lễ kết thúc. Chính vì vậy, những nghi vấn tình cảm của cả hai tiếp tục được bàn tán xôn xao. Thời gian vừa qua, Khả Như và Huỳnh Phương là cặp đôi vào tầm ngắm của cư dân mạng, nguyên do vì cả hai bị soi hàng loạt những chi tiết đáng ngờ khi thân thiết xuất hiện chung tại các sự kiện. Khả Như và Huỳnh Phương không ngần ngại thể hiện hành động tình cảm như kè kè bên cạnh nhau, chỉnh tóc cho nửa kia. Khi bước lên thảm đỏ chụp hình, Huỳnh Phương cũng có hành động ga lăng với nữ diễn viên. Không chỉ có tương tác thân thiết ngoài đời, khi nhập vai trên sân khấu, cả hai cũng có những phân cảnh ngọt ngào. Theo đó, nụ hôn đầy ngọt ngào cùng cái ôm tình cảm đã khiến nhiều người cho rằng cả hai như đang phim giả tình thật. Sau khi bị netizen soi những dấu hiệu nghi ngờ mối quan hệ tình cảm, Khả Như và Huỳnh Phương không lên tiếng làm rõ, cả hai vẫn chia sẻ những hoạt động thường ngày trên mạng xã hội. Trước đó, trong một chương trình, Khả Như từng lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm. Không phải ai cũng thích mối quan hệ của mình bị xã hội, mọi người xung quanh mang ra bàn tán. Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết, nhiều trường hợp, người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau, Khả Như từng chia sẻ. Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên quen mặt với khán giả trên truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Cô gây chú ý với lối diễn xuất linh hoạt, có thể đảm nhận vai hài lẫn bi. Trong khi đó, Huỳnh Phương sinh năm 1992 nổi lên từ những video của Phập TV. Anh sau đó lấn sân sang hoạt động nghệ thuật với các vở diễn sân khấu, phim ngắn. Trở lại với đám cưới của Phương Lan và Phan Đạt, sau lễ ăn hỏi ngày 18 tháng 11, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc đãi khách tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 11. Sau đó vào tháng 12, hai vợ chồng sẽ di chuyển ra Ninh Bình để tổ chức báo hỷ ở nhà trai.